Chào ông Mạch nha. Cảm ơn. Dạo này khỏe không ông? Dạ khỏe. Khỏe à? Mấy ngày này bán được không ông? Mấy ngày nay bán bết. Bết đó, không ăn thua à? Không ăn thua gì. Sao con thấy vé số còn nhiều vậy? Hôm nay ông bán không được hay sao mà còn mấy nhiều ngày bán không hết. Không hết à? Cái chừng nghĩa là... Ông bị cảm cúm hay sao mà mũi sổ vậy? Nước mũi chảy ấy. À, nước mũi vậy chảy, không biết bệnh gì, cái cảm cái lâu lâu cái. Mà chỗ một số mũi hoài số mũi hoài à, à chứ rồi. Không hết. Dạ rồi ông có lấy thuốc men đi uống chưa? Thuốc men thì ông không có lấy. Sao không lấy thuốc uống cho nó hết đi để đi bán cho khỏe? Cái chừng nào nó hết rồi vậy chứ ông được. Vậy ông chủ quan vậy đâu được, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Ảnh hưởng tới sức khỏe đúng rồi. Dạ rồi hôm nay ông ăn cơm với cái gì? Cơm với thịt kho. Hôm nay ăn thịt kho à? Thịt kho ông dịch. Ông tự làm hay ai làm cho ông? Từ mấy cháu nó mua rồi sắt làm dùm. Dạ. Em cho mình. Dạ. Rồi ông cũng bị cảm cúm vậy, giờ ông có ăn được không? Cũng được, ăn cũng bình thường đó à. Được mấy chén không? Hả? Được mấy chén à? Ăn cũng được tô à. Được tô, vậy là mừng rồi ông ạ. Cứ tô bự thôi. Dạ. Ô, tay chân ông bị sao mà lại chảy ra vậy? Té nè, bị té xe nè. Sao ạ? À? Đặt xe bữa hôm qua hôm kia vậy. Nhưng mà sao lại bị không? Ý là đi va phải người ta hay là tự té? Tự té chứ không qua. Rồi có sao không ông? Chạy chủ chạy trai chân cái chân rồi. Chân chung người thì không sao chân rồi mà trai chân chạy chủ chân. Ôi ôi tội vậy. Cái máu me lung tung chưa bữa không? À, và buổi tối hay té buổi tối hay là ban ngày không? Ban ngày chứ nói buổi tối nó gì. Trời ơi, nhìn thương quá mọi người ơi. Thế rồi. Đừng cự ra, ông để vậy đi, cự ra đau á. Rồi đi bán hôm nay là về sớm cái gì không? Hôm nay 8 giờ về à? Dạ. Rồi sáng mai ông có đi bán không? Sáng mai bán. Mấy giờ ông đi bán rồi? 7 giờ. 7 giờ à? 7 giờ bán vòng vòng lên siêu thị. Vô trong trong máy bán siêu thị cốc mắt không có vô thì siêu thị cốc mắt buổi sáng không có đâu không được. Một ngày ông bán bao nhiêu tờ vậy? Trăm có bữa trăm với bữa trăm rưỡi cũng được. Mình bán khoảng bao lâu mình hết? Dạ bao lâu mới hết rồi à? Phải bao lâu mình hết được 100-150 tờ đó thì không mà chưa tới trưa thì hết mới được 100 tờ. Tay chân mình như vậy mình đi lại bán buôn nó có phức tạp nhiều không ông? Có, khó khăn hơn được ra nhiều. Dạ. Tay mình như vậy có bị nhức không ông? Nhức chứ. Nhức. Lâu lâu nó nhức trong xương thôi. À, này là nó nhức hàng ngày, lâu lâu nó nhức đúng không ông? Đặc biệt là những lúc lạnh đúng không? Đúng rồi, cái khi mà trời lạnh đó. Trở trời cái nó làm như là tay chân nó giật trong xương. Yeah. Ông bị vậy có uống thuốc hay là lấy thuốc gì về uống cho nó đỡ nhất không ạ? Có chứ. Lấy thuốc uống chứ. Là ông mua thuốc này thứ này nè. 100 mấy một dĩ nè. Nè ông cứ làm mấy cái dĩ cho con coi. Ông như vậy là mỗi khi ông về là ông tự nấu cơm đồ ăn hay là ông mua cơm hoài vậy? Tự ông nấu ông ăn có bữa ông nấu ông ăn có bữa ông mua cơm hoài ông ăn chứ. Mình đi lại bất tiện như vậy mình tự nấu ăn có phức tạp có không ông? Không. Không thấy cái gì là gọi là phức tạp á. Dạ. Mình nấu mình ăn. Dạ. Dạo này bán có gặp cái trường hợp gì khó khăn không ông? Còn cái tình trạng mất vé số hay là bị giật gì nữa không ông? Có tình trạng bị mất chưa phải là giật. Chứ là mất nguyên một cọc giấy số với tiền bạc á. Mất
một cặp vé số luôn ạ. Không có, mất nguyên một cái giỏ với cái giỏ đựng với số. Dạ, cái giỏ. Chứ là tiền. Dạ. Bao nhiêu tờ giấy số và bao nhiêu tiền nhỉ? Hả? Bao nhiêu tờ giấy số và bao nhiêu tiền vậy ông? Mất tiền hả? Dạ. Mất tiền thì trong đó chỉ có tiền lời của mình ở trong đó. Chỉ có mấy trăm đó thôi. Dạ. Tổng là mấy trăm thôi ạ. Hả? Còn có mất cái gì khác nữa không ông? Chứ là cái giỏ đen đen á. À, cái túi đúng không? Cái giỏ để mình bỏ vé số thôi đúng không? À, cái túi công á. Chứ không có mất vé số đúng không? Không có mất vé. Mình có mất giấy tờ gì không ông? Có mất giấy tờ chứ. Mình mất những gì nhỉ? Cái chứng minh nhân dân với là cái thẻ bảo hiểm. À, là mình tầm đánh rơi tầm ở khúc đoạn đường nào? Còn đoạn đường chỗ công ty sổ số kiến thiết chỗ. Công ty sổ số kiến thiết Bình Dương đúng không ạ? Đi xuống nè. Đi xuống dưới Chợ Đình chút. Dạ. Ngay công ty sổ số kiến thiết Bình Dương đi hướng về hướng Chợ Đình của quận 1 nha mọi người. Nếu như ai đi ngang qua có nhặt được đồ rơi của ông, xin mọi người hãy liên hệ mình để cho mình trao lại cho ông nha mọi người. Ông hiện tại mắc một chứng minh nhân dân và một thẻ bảo hiểm y tế. Hiện tại ông không có hai cái thứ đó trong người, rất là cần thiết nha mọi người. Bảo hiểm y tế để ông khám bệnh. Hiện tại ông đang bệnh trong người và cần thuốc chữa mà ông lại mắc bảo hiểm y tế. Mong mọi người ai đi ngang qua đoạn từ công ty sổ số kiến thiết Bình Dương đến khúc ngã tư Chợ Đình, ai nhặt được xin liên hệ mình để mình trao lại cho ông nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người. Cuộc sống của ông thì thú thật với mọi người luôn, thì cuộc sống của ông rất là khó khăn. Ông thì chỉ có một mình thôi. Hàng ngày công việc hàng ngày của ông thì đi xe lăn, đi bán vé số, rất là vất vả. Nên mà khi mà mình quay cái clip này lên thì rất mong tất cả mọi người, nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân có xem cái clip này thì có ích lòng nhiều, chung tay góp sức tiếp cho ông một tí cái gì đó gọi là để ông có động lực để ông tiếp tục cuộc sống của mình. Ông năm nay thì cũng 71 tuổi rồi mọi người ạ. Nhìn rất là đáng thương luôn đó mọi người. Ông có điều gì muốn có ước mơ gì không ông? Có ước mơ gì muốn nhắn nhủ tới mọi người không? Ông là ước mơ hả? Ông ước mơ sao? Cho ông khỏe mạnh tay chân làm nhãn là được tới một cái điều ông ước mơ là nhất thể nhất trên đời như đó thôi. Còn ước mơ là sau này đó là xin mua tài trợ cho xin có đất cát rồi kia xin miếng cửa nhà nhỏ nhỏ ở. Dạ. Tình thương với mến thương như đó. Ông hay là ví dụ như chẳng hạn như ông có vào các chẳng hạn như các cái máy ấm của những người khuyết tật. Dạ, ông ở được không? Sinh hoạt này kia không? Ông có muốn vào đấy không? Không. Sao ạ? Vô chung cực khổ, vô chung thấy nó tội. Sao tội ông? Vô chung trong trại dưỡng lão ha. Dạ. Thôi dưỡng lão nghỉ đi. Ông vô chung đó rồi. Nhưng mà sao lại vậy? Vào đấy có nhiều người thì mình vui hơn chứ mình đâu phải cực. Vui hơn mà mình thấy ấy đó. Thấy tụi mấy chú lớn lớn á. Là sao ạ? Mấy cái chú mà trưởng trại phó trại nó ăn hiếp người ra chứ. Ồ thật luôn hả ông? Nó ăn thật sự luôn á. Trời ơi nó ăn hiếp người ta lớn rồi. Ông chính ông vô chung ở ông mới biết. Ông ở đâu? Xã Thanh Lộc là huyện Ba Thôn nè. Nhưng mà vào đấy bị sao ạ? Vô chung cái trại đó, không biết. Vô chung cái trại đó rồi. Ông nói ra mấy cháu nghe mấy cháu đi vô là ông nha. Dạ. Vô chung cái trại là chú thấy hoàn cảnh 100% người phần người ta đều chết hết trơn á. Đều chết à? À bệnh mà chết á. Cấp đó kêu là thuốc men không có luôn á. Dạ. Một ông đi chiếc xe 70 người á. Dạ. Lên chỉ còn sống sót chỉ còn có 3-4 mạng à. Ui. Sống rồi. Nhưng mà cái này ông kể có đúng sự thật không? Đúng sự thật như vậy á. Là vào lâu chưa, vào thời điểm nào? Lâu lắm rồi, thời điểm đó. Nay cũng gần là mười mấy 20 năm rồi đó. Mười mấy 20 năm rồi ạ? Ừ. Là lúc đấy ông ở trong đấy được lâu không? Ông ở chúng nó cũng gần là từ ngày 1949 mà ý không phải 49, xin lỗi nha. Ông sinh năm 1949 ha, mà ông vô chúng nó tập trung, chúng nó bị nó bắt vô là cái chiến dịch mùa mùa mùa
cái chiến dịch mùa hè này. Mùa hè năm 78 á. Dạ cái đó con nghĩ là cái đó chắc chế độ hồi xưa thôi ông ơi. Hiện tại là trung tâm bảo trợ người già khuyết tật đồ rất là nhiều. Con thấy có vô ổng đồ rất là tốt nên chắc con nghĩ không có những cái vụ đó xảy ra nữa đâu mà. Bây giờ không biết sao chứ lúc hồi mà dạ, tính là nay ông vô kết cũng mười mấy 20 năm rồi đúng không ông? 20 năm có. Dạ. Vô chung ông thấy ớn quá. Vậy là bây giờ là ông sẽ quyết định là sẽ không vào những cái trung tâm dưỡng lão này. Trung tâm dưỡng lão mà ở. Dạ dạ. Chứ ở ngoài nhưng mà bây giờ ngoài còn đỡ chút. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ thêm vài năm nữa thì ông chỉ có một mình thì làm sao mà ông lo được cái cuộc sống được, chứ ai chăm sóc ông hả? Ví dụ một vài năm nữa, vài ba năm nữa thì ông chỉ có một mình thì ai sẽ chăm sóc ông? Ông lúc đó ông đâu còn đi bán được nữa đâu. Rồi cái lúc đấy thì phải làm sao? Không biết sao nói. Hay là bây giờ ông chỉ suy nghĩ là tới đâu hay tới đây thôi? Thì đó, ông suy nghĩ vậy. Dạ. Chứ vậy đâu biết được. Dạ. Rồi mình bán từ hồi xưa đến giờ mình có dành dụm được đồng nào không? Đâu có dành dụm được gì. Là được bao nhiêu là mình chi tiêu cho cuộc sống, cho ốm đau này kia, cho cuộc sống hàng ngày hết. Ốm đau như là hàng ngày mua thuốc mang uống này kia thôi. Bởi vì mình bán một ngày mình đâu có thu nhập được bao nhiêu đâu ha. Dạ, đâu thu nhập được nhiều đâu mà. Phải chi tiêu nào là nhà trọ, nào là tiền ăn uống, sinh hoạt, rồi là ốm đau, bệnh tật. Dạ. Rồi những lúc mà trời mưa thì mình đâu có đi bán được đâu này kia đâu. Đúng rồi. Những lúc mình bệnh mình đâu đi bán được đâu ha. Dạ. Lắm lúc rồi cũng thấy bất bên cửa. Dạ. Đây là nhà ông Mạnh nha mọi người. Ông hiện tại ở một mình, không có người thân. Sinh hoạt rất là phức tạp. Đây là chiếc xe của ông. Một mình ông đi bán vé số hàng ngày. Xin chào mọi người, mình quay video đến đây mình xin kết thúc ạ. Dạ, ông chào mọi người đi ông. Cứ chào mọi người. Dạ. Chào ông ạ.